đoạn trừ dâm niệm, sân niệm thật chẳng dễ dàng gì đâu. Nếu chẳng có sở chứng, quyết chẳng thể rốt ráo thanh tịnh được. Câu này là từ sở chứng của Ngài. Vì chúng tôi khai triển cái câu này. Đọc qua rồi nhưng mà chưa có thấm, lên giường nằm cái nó thấm. Nó thấm thì sao? Bước xuống giường, ghi vô. Sở chứng. Nếu người này chưa chứng được niệm Phật tâm muội, người này chưa chứng nhất tâm bất loạn, sự nhất tâm chưa chứng, lý nhất tâm chưa chứng. Khi sự nhất tâm họ chứng, cái là họ phá được kiến hoặc, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến với cấm thủ kiến đi. Cái lộ trình mà chứng với lại đoạn hoặc nó song song với nhau. Khi chứng sự nhất tâm, cái là kiến hoặc tự tiêu tan thì mới gọi là chứng được sự nhất tâm. Họ niệm Phật thành phiến là họ phục được kiến hoặc tư hoặc. Mới phục thôi, là bờ mé cổ bắt đầu đoạn. Thành phiến tức là suốt ngày chỉ có một câu Phật hiệu, không có một niệm thứ hai khởi lên. Dày đặt câu Phật hiệu trong tâm thức của họ. Bất cứ bất luận đi đứng nằm ngồi, nói năng động tịnh, mặc áo ăn cơm, ngủ nghỉ, đại tiểu tiện, một câu Phật hiệu không rời tâm. Tuy rằng chưa tiêu được kiến hoặc là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, nhưng họ đã phục được kiến hoặc rồi. Phục được thì người ta là niệm Phật thành phiến. Phục được tư hoặc tham sân si mạn nghi chưa đoạn thì phải là câu Phật hiệu thành phiến. Thì đây cũng là bờ mé của sự chứng sự nhất tâm. Mà khi chưa chứng sự nhất tâm thì tâm mình khó quy nhất thanh tịnh. Nếu chẳng có sở chứng, quyết chẳng thể rốt ráo thanh tịnh. Cái người mà không có chứng niệm Phật nhất tâm, tam muội, niệm Phật tam muội, tam muội là chánh định, chánh họ. Chánh định là tâm họ đã ở trong định của câu Phật hiệu rồi, họ thọ hưởng được cái pháp lạc trong câu Phật hiệu thì gọi là chánh thọ. Mà có chánh định thì mới có chánh thọ. Hai câu này quý huynh đệ ghi vô rồi chiêm nghiệm. Chánh định là nhờ tâm an định vô câu Phật hiệu thì họ hưởng được cái sự thanh tịnh, thanh lương, gọi là chánh thọ. Thọ là thọ hưởng. Người tu thiền nếu không ngộ được là trong tâm thường trụ, gọi là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, thì cái chuyện để mà phục phiền não, phục tư hoặc kiến hoặc của họ khó khăn như lên trời. Mà khi họ ngộ được tự tánh của họ rồi, đúng ngộ ti bằng Phật rồi, nhưng nhiều đời tập khí sâu để họ đoạn, để họ phục, họ đoạn kiến hoặc tư hoặc, cái chuyện này nó khó. Mà một phẩm vô minh, một phẩm kiến hoặc là thân kiến, và một phẩm tư hoặc là tham mà chưa đoạn được thì vẫn là kẻ phàm phu, dầu cho là ngộ được minh tâm kiến tánh thành Phật. Triệt ngộ, dẫu cho triệt ngộ nhưng Ấn Tổ nó chưa đoạn được một phần của tư hoặc hoặc kiến hoặc, thì người này khi thọ mạng hết vẫn luân hồi sanh tử. Thì cái chuyện tu hành tự lực khó như lên trời. Bây giờ ở trên trời mình không có thang, mình không có máy bay. Dẫu máy bay mà nó bay lên tới tột đỉnh của cái không gian bên trên đó, tới ông cũng không thể tới nổi. Khó như lên trời, Ngài hay nói. Còn cái chuyện người niệm Phật tuy rằng chưa đoạn dứt hẳn kiến hoặc tư hoặc, họ phục được thôi. Phục được là cái chuyện không phải dễ. Nếu mà người 10 người mà chưa có niệm Phật thành phiến để phục được sân niệm và dâm niệm, cái chuyện này nó vật vã mình, nó vật vã mình và khổ đau vô cùng. Nhưng chúng sanh si dại thấy sân niệm mình nổi bực, mình la lối lên, mình thấy là dễ chịu thoải mái. Nó tót ra cái sân niệm mình và cái ngã mạn mình và cái dâm niệm mình làm theo nó thì phàm phu thấy nó rất là thoải mái, rất là dễ chịu. Nhưng sau đó rồi cái hậu quả nó không lường. Nếu không đọc sâu và chiêm nghiệm điều này thì mình nghĩ ô, cái ý niệm mình
Bao nhiêu người cũng vậy, mình cũng vậy, có chuyện gì đâu. Lớn lên có vợ có chồng, sinh con đẻ cái, chuyện quan hệ vợ chồng là bình thường, nhưng mà không không ngờ mất mạng như không. Ấm Tổ nói tiết chế dục vọng, dục niệm, dâm niệm là trường thọ và phước thọ từ đó mà sanh ra. Thường mơ tưởng ý niệm vị nữ này nữ nọ, thường họ mê trong ý tưởng là họ hay nói ra, và họ để cái tâm đó, thì hầu như những người đó là học dốt, họ không được. Tuy rằng họ chưa hành sự, chưa ăn nằm, nhưng mà cái ý niệm này nó đã tổn thương cái tâm mất rồi, và bắt đầu tinh lực loãng và không giữ được, cho nên học hành không tới nơi tới chốn, không làm gì được luôn, không làm gì được luôn, làm việc gì cũng nửa đường thối lui. Từ cái chỗ này mà ra, tam bảo là ba cái quý trong thân đó, là tinh khí thần, tinh lực bị hao tổn thì khí lực cũng hao tổn, thần cũng hao tổn luôn, thì sao? Thì người này phải chết sớm thôi. Cho nên muốn bảo dưỡng thân thể bằng cách tiết dục. Thờ ai là chuyện lớn, thờ ai là chuyện lớn. Cái câu này quan trọng nè, thờ cha mẹ là chuyện lớn, đó là người đời. Còn người tu sĩ mình thờ ai là chuyện lớn? Thờ Phật, Bồ Tát, Tổ Thầy là chuyện lớn. Thờ không những là mình đem lên bàn thờ, mình thỉnh Phật rồi thỉnh Bồ Tát rồi Tổ để lên trên bàn thờ, hàng ngày mình lạy hì hục, thì cái chuyện này là chỉ là sự của thờ thôi. Còn cái sự thâu sâu thẳm của thờ kính, đó là vâng lời, chân thật làm theo. Nếu mình thờ Phật, cung kính Phật mà không vâng lời Phật, Phật nói mình giữ giới mà không giữ giới, Phật nói mình lấy pháp làm chỗ nương tựa, là lấy tăng làm chỗ nương tựa vững chắc, lấy Phật làm chỗ nương tựa là quay về quy nương tựa, không không có nương tựa chỗ này, nương tựa vào danh, vào tiền, vào sắc, vào tình, vào đấu tranh hơn thua thì mình phải chết ngay thôi. Không vâng lời làm theo, thờ thì được một cái công đức của thờ, nhưng mà nếu không làm theo thì cũng thua. Phật nói những người ở bên cạnh ta mà không cung kính ta, mà không làm vâng lời làm theo lời ta dạy, thì ở cách xa ta trăm ngàn dặm. Còn người ở cách xa ta trăm ngàn dặm nhưng mà họ chân thật vâng lời làm theo, tôn nghiêm giới luật, nghiêm trì giới luật, thì người này ở bên cạnh ta. Rõ ràng cho Phật giáo mình là phải xử lý viên dung, chứ không phải chỉ thờ và tu hình thức ngoài da bên ngoài mà kêu thành tựu và có sở chứng để mà đoạn trừ tham sân si được. Cho nên ngài Khổng Tử thôi, không phải là con Phật nha, Khổng Tử là một vị thánh nhân đó, mà còn nói cái gì? Giữ gì là chuyện lớn, giữ thân là chuyện lớn, giữ như thế nào? Giữ thân như ngọc, viên ngọc giá trị vô cùng mà bị trầy xước đâu ai dùng đến nữa đâu, nó trầy xước nó hư rồi. Giữ thân là chuyện lớn, giữ thân như ngọc. Thân này bị tổn thương bởi dâm tâm, thân này bị tổn thương bởi khởi niệm là nói láo, thân này bị tổn thương bởi vì sát hại chúng sanh và ăn thịt chúng sanh. Chuyện này nghe từ bình thường ở nông giới không sát sanh trộm cắp tà dâm không, nhưng cái chuyện này không phải dễ giữ nếu không có sở chứng. Sở chứng là người này niệm Phật thành phí, cho nên cái người dụng công khéo họ không có trầm hâm để trừ khử và đặt toàn tâm vô để mà trầm hâm theo vọng để trừ vọng. Không thờ, không sợ tham sân si vọng tưởng khởi, chỉ sợ giác chậm. Giác là đề khởi của Phật hiệu, chậm yếu. Bất bí tham sân khởi, di khủng tự giác trì. Không sợ tham sân si khởi, không sợ vọng niệm khởi, nhưng chỉ sợ giác chậm, biết nó chậm, và đề khởi cái câu Phật hiệu chậm yếu. Cho nên nếu người không có dụng công bên mật tông, đó là niệm chú để tam mật tương ưng, thân mật, khẩu mật và ý mật thanh tịnh, thì trừ khử sân niệm và dâm niệm và tham niệm và ngã mạn, thì cái chuyện này khó vô cùng. Trừ khử không được, bởi vì mình với nó là một rồi, và mình vô lượng đời kiếp là thấy nó là mình rồi, quen quá quen thuộc rồi, và không có còn sợ hãi nó, nuôi nó trở thành một con đỏ rồi, mà chính con đỏ này là giặc. Nuôi giặc trong nhà, nuôi ông tay áo, là nuôi tham sân si, là giặc, là cướp. Nó cướp hết tan tành đi những cái công đức trong tự tánh.
Một niệm sân nổi dậy tiêu cả rừng công đức. Một niệm tham nổi dậy tiêu cả rừng công đức. Một niệm dâm nổi dậy tiêu cả rừng công đức. Và vô cửa chướng ngại mở ra. Nhất niệm dâm tâm khởi, nhất niệm sân tâm khởi, nhất niệm tham tâm khởi, bá vạn chướng môn khai, trăm ngàn cửa chướng ngại mở ra chào đón mình. Là hoa báo trong cõi này, gặp chướng ngại lia lịa luôn. Sân hận thì gì? Bắt đầu trái đất này nóng lên, nước bắt đầu khô cạn, trong người mình bắt đầu máu trở thành độc tố luôn. Mà uống nước bao nhiêu cũng không đủ cho nó hết. Bởi vì cái sự thèm khát nó xuất hiện do cái sân niệm nó nổi lên. Và cơ thể mình bắt đầu nóng bức như lửa. Và khi ho báo cõi này hết rồi đó, ho báo tức là ghẻ chóc nè, bệnh hoạn nè, nó khiến mình phải đi vào cái thời tiết nóng nảy nè. Nó tới cái chỗ mà coi như là lò xo nửa bỏng nè. Rồi ho báo này vừa diệt một cái là quả báo xuất hiện là địa ngục luôn. Nhưng lửa trong địa ngục thì nhìn không thấy. Nghe trong kinh Địa Tạng nói, Phật nói nhìn không thấy cho nên không có sợ nó. Chỉ sợ cái lửa hiện hữu trước mắt. Mà Ấn Tổ nói cái lửa hiện hữu trước mắt đó nó bằng 1/100.000 với cái lửa ở dưới cõi địa ngục. Một đằng thì lửa địa ngục không thấy cho nên không sợ. Dâm tâm và sân tâm khởi tới nơi luôn. Còn một đằng thì thấy trước mắt cho nên sợ. Bước vô đống lửa cái là nó thiêu xèo xèo xèo, chảy máu chảy mũ ra. Nó thành như con heo quay, nhìn thấy gớm sợ không? Nhưng không đáng sợ, không đáng sợ. Vì nó chỉ giết một cái thân này và một đời này thôi. Còn lửa dâm tâm và giữa lửa sân tâm này mà nó khởi lên thì nó sẽ làm cho mình đọa trăm ngàn vạn ức kiếp trong địa ngục. Hết cõi địa ngục rồi bắt đầu ra làm loài ngã quỷ, bụng như cái trống như biển cả, miệng như cây kim, và khổ đau vô lượng đời kiếp của ngã quỷ nữa. Cái bắt đầu là trở thành loài súc sanh. Loài súc sanh trước để làm loài cái, loài mái, loài heo, nó bắt đẻ cho nhiều con lên cho nó bú cho mình, nó làm cho mình khổ thiết là khổ. Loài súc sanh làm thức ăn cho người khác. Xong hết loài súc sanh rồi cái bắt đầu vô Atula, nóng nảy cực kỳ chiến tranh đấu tranh với nhau. Hết Atula không biết bao nhiêu đời kiếp rồi bắt đầu chuyển làm người. Người mà người si dại, người đàn bà phụ nữ, phải chịu bao nhiêu sự khổ cực của những người nam, chịu bao nhiêu sự khổ cực của sanh đẻ, và chịu bao nhiêu khổ cực của cái sự thiếu thốn. Rồi bắt đầu mới sanh đi chết lại, sanh đi rồi chết, sanh đi rồi chết, 7 đời thành một người nam. Thấy chưa? Thấy chưa? Nhưng bây giờ đang là người nữ, đang là người nam. Nếu thực thà chân thật niệm Phật, phục được tham sân si ái nhiễm mạng nghi, rồi gì? Rồi thọ mạng vừa hết, niệm này hết, niệm trước hết là niệm của thọ mạng. Hết niệm sâu là vào liên thai. Còn gì bằng không? Không chịu. Thôi mà cái chuyện này chết tính sâu, chết có còn đâu, thôi làm theo cái ý phàm tục cho nó đã đã, cho nó sướng đã, cho nó thề, coi như là hả hê đã. Thì càng đi theo cái tâm niệm phàm tục thì thọ mạng càng ngắn, phước đức càng mỏng, nghiệp chướng càng sâu dày là nghiệp xấu ác. Và gì? Và đọa lạc nhanh như tên bắn. Mà khi đọa lạc rồi được lại làm người khó, giống như Đức Phật nói là ngạc nắm một cái nắm cát ở sông Hằng. Cái sông Hằng bên Ấn Độ là nó rộng, nó dài, mênh mông luôn. Vừa nắm một nắm cát lên nói, này các vị tỳ kheo, cát trong tay ta nhiều hay là cát trong sông Hằng và cát đất trong đại địa so với tay ta, cái nào nhiều? Thì quá dễ dàng rồi, kêu bạch Đức Thế Tôn, cát trong tay ngài quá ít so với cát trong sông Hằng và trong đại địa. Ngài nói, cũng vậy. Chúng sanh vì sân niệm, vì dâm niệm, vì tham niệm mà đọa lạc vào cảnh ác để làm người lại ít như đất trong nắm tay ta. Mình thấy là người là nhiều phải không? Đi đâu cũng thấy người phải không? Nhưng mà quý vị chưa thấy quỷ nhiều gấp trăm lần con người. Cái này tỏ quá nghe nó. Súc sanh nó đẻ ra một con heo nó đẻ bao nhiêu con? 5-7 con, nó đẻ nhiều lứa. Còn mình còn hạn chế đẻ người con không? Có ai giỏi lắm mà 2 đứa phải không? Có chỗ nó đẻ ra 3 đứa, 3 người, có người đẻ ra 3 người là hết đúng không? Mà súc sanh nó phải đẻ nhiều đứa con mà nó nhiều lần như vậy.
Tự đẻ là sướng, khổ chết đi, đau đẻ là đau dữ lắm không? Mấy bà dưới biết không? Đau không? Trời ơi, có cô đó cô nói không có cái gì mà đau bằng đau đẻ. Thầy không biết cái vụ đó rồi đó. Một đứa thôi, không có đứa thứ hai. Vậy mà dài năm sau, 3, 4, 4, 5 năm sau quay lại quất 5 đứa. Trời ơi, sợ hứa với thầy rồi mà còn làm dữ vậy. Cái không biết làm sao nữa. Không biết làm sao. Thói quen là nghiệp. Nói được mà làm không được, giữ không được. Là do gì? Chưa có sở chứng. Người có sở chứng niệm Phật rồi, cái tâm họ định trong đó, họ nói cái họ làm được. Họ không nói mà họ làm được. Còn mình chưa có sở chứng, nói được làm không được. Làm được là bởi vì cái định lực của mình chưa có, cái tuệ căn của mình chưa có, cái tính căn của mình chưa có, cho nên thành ra là bị những cái phiền não nghiệp chướng nó tấn công mình đỡ không nổi nha. Cho nên cái việc con người trong thế gian này đang si dại vô minh, khổ mà không biết khổ, cái chỗ này là cái chỗ mà bị chướng ngại lớn nhất. Biết lập gia đình là có chuyện rắc rối khổ, giống như cha mẹ mình lúc chúng ta ở nhà thấy ông bà cụ cứ kình cãi lục đục, nói qua nói lại. Đúng thiệt, cái khẩu nghiệp của mình mà chưa có chứng niệm Phật thì để mà ngăn chặn cái khẩu nghiệp nó khó. Đúng như ngài nói, chưa có sở chứng niệm Phật thành phiến, sự nhất tâm lý nhất tâm, niệm Phật tâm muội hoặc đại bi tâm muội mà kêu để trừ khẩu nghiệp thì cái chuyện này nó khó cực kỳ gian nan. Hàng bà cái lời qua tiếng lại, mắc cười thiệt. Ông cụ ông nói lúc đó chúng tôi đi tu rồi, nhưng mà ông cụ thì ông chưa có thâm nhập đạo sâu, cho nên bà cụ thì hay muốn phát tâm cúng dường con mình đi tu trên chùa thì cũng phải cúng dường cho chùa đồ, để dành con heo, bỏ tầm tiền lẻ rồi vô rồi gom cúng dường. Ông cụ không biết được, nói tôi nói với bà rồi, mấy ông thầy chùa cũng sung sướng lắm, không có làm gì đâu. Rồi tôi với bà đêm khuya dậy làm bánh hỏi cực rồi lấy tiền cho mấy ông thầy chùa ăn, tôi không thích đâu. Cái bà cụ bỏ hỏi, ổ con mình là gì vậy? Cái con mình cũng là thầy chùa nhưng mà lo cho nó thôi. Rồi bắt đầu từ cái đó sanh ra bực bội, ông không muốn làm bánh hỏi nữa. Cứ lục đục lời qua tiếng lại. Mà trước khi chúng tôi đi tu là chúng tôi cũng đã thấy lục đục rồi. Trời ơi, vậy rồi lớn lên mình gặp cái con mà giống như mẹ mình, con vợ mình kiểu này mình chịu gì nổi trời. Rồi đôi khi nó hơn nữa, thôi đi tu cho nó chắc phé. Sợ. Vậy mà có cha mẹ không cho con đi tu. Và thấy nó tu là sợ mất. Nhưng mà không ngờ nó có vợ có con, nó đi theo vợ con nó là nó mất luôn. Nó đâu có hiểu đạo lý nhân quả, hiếu thuận gì đâu để nó quay về nó giúp mình. Nếu không có học thì con người mình giàu là thượng căn, giàu là thượng căn đời trước là vị thì coi như là có tu hành có đạo đức, nhưng đời này mà không gặp người mẹ tốt, không gặp thầy sáng bạn hiền, không gặp môi trường tốt thì người thượng căn này nó trở thành hạ ngu bắt tiếu nhanh vô cùng. Cái lời này tỏ nói rõ ràng. Vậy thì người muốn dứt trừ xâm tâm và dâm tâm phải dụng công như thế nào? Niệm danh hiệu Quan Âm, niệm danh hiệu Phật phải có sở chứng. Sở chứng tức là cái niệm của họ ở trong tâm của họ nó có một cái sự bảo tồn. Khi mất câu niệm họ thấy giống như là đang ra biển cả, mất thuyền, mất lá bàn, mất định hướng. Lúc đó họ thấy hơi chao đảo. Vì tâm sân, tâm tham, tâm dâm, tâm vọng tưởng sẵn trong này dễ đầy, làm cho họ mất thăng bằng liền. Thấy có vấn đề liền thì bắt đầu họ quay lại, họ giữ được câu Phật hiệu. Và giữa giao thời niệm vọng và câu niệm Phật thì câu niệm Phật chiếm ưu thế hơn, danh hiệu Quan Âm chiếm ưu thế hơn. Thì họ đã có một cái phần thắng trong tay rồi, đã chiếm ưu thế rồi. Và lúc đó họ lắng sân từ từ thì cái công phu của họ và từ từ một ngày 5 tiếng, 10 tiếng, 20 tiếng, 24 tiếng trong giấc mộng họ cũng niệm Phật được luôn. Thì này người này có sở chứng thì tự nhiên dâm tâm sân tâm vọng tưởng không trừ mà nó tự tiêu. Do cái công phu niệm Phật có sở chứng thì cái chuyện nó khởi lên giết nó trong trứng nước rất dễ dàng, rất nhẹ nhàng.
Nhưng mà mình đánh lộn con đen là không có câu Phật hiệu làm chuẩn thì mình thấy ồ chuyện này là tốt, ồ chuyện này là đúng. Có nhiều người bị dướng ở chỗ này. Công phu không có sở chứng, chạy ra làm việc thiện quá chừng luôn, mà càng làm dòng sông niệm càng nổi lên, càng làm tâm thiên vị ích kỷ càng nổi lên. Thì Tổ Ấn Quang nói đem thuốc bổ trộn lẫn với thuốc độc. Thuốc bổ là điều thiện, thuốc độc là tâm sân, tâm tham, tâm phiền não, trộn lẫn với điều thiện, trong khi đó không đoạn trừ phiền não, không đoạn trừ phiền não. Cứ việc đi làm điều thiện tốt cũng có điều thiện, nhưng mà cái tâm phiền não này nó phá điều thiện một cách nhanh cực kỳ, và nó giúp cho mình đọa lạc rất nhanh. Còn cái người họ không có làm việc từ thiện mà họ dụng công để đoạn trừ sân tâm, tham tâm và dâm tâm, rồi họ đi trồng rau như ngài Hải Hiền tặng những người khác, cho một bó rau, hoặc họ làm những chuyện gì nhỏ nhỏ vậy mà công đức họ thù thắng. Bây giờ họ làm ba la mật rồi, họ làm từ cái tâm thanh tịnh rồi. Còn mình đây là tưởng chừng như là làm thiện nhưng mà chưa có sở chứng đoạn được những phiền hoặc, cho nên cái phiền hoặc này nó phá, thì giống như lấy thuốc bổ mà trộn chung với thuốc độc thì uống vô chết. Nhưng mà lâu chết hơn cái người uống thuốc độc không? Cái người không làm thiện gì luôn, họ chỉ hưởng phước và họ tạo nghiệp, thì cái người này chết nhanh hơn, độc tố nó phát nhanh hơn. Nhưng mà cái người này còn thuốc bổ, nó cầm cự giữa bổ và độc, nhưng mà cũng phải chết. Vừa làm thiện vừa là để cho nghiệp ác khởi lên, thì nó cứ chen lẫn mà không có công phu để sở chứng, để phục phiền não, để đoạn phiền não, thì cái thiện này không giải quyết được nó. Chỉ được cái phước thiện và phải đọa lạc bao nhiêu trăm ngàn đời kiếp rồi bắt đầu cái phước thiện này nó xuất hiện, rồi bắt đầu mình mới thọ hưởng nó. Thì cuối cùng làm phước thiện nhưng mà chưa được hưởng liền. Cho nên thành ra có nhiều người hỏi trong văn sao hỏi ông Tổ hai việc: một là con đi làm thiện cũng chưa dụng công tu hành, bây giờ con, và việc thứ hai là con chưa đi làm việc thiện được, con mất thời gian để con bỏ vô dụng công tu hành, vậy con làm việc gì trước? Thì ngài nói nên dụng công trước. Việc thiện là tự duyên, tùy duyên thôi. Nếu ông không dụng công để có sở chứng đoạn trừ phiền não thì ông làm việc thiện là ông bị phan duyên, vận động kêu gọi quyên góp rồi gì nữa, rồi lạm dụng trong đó. Vì chưa có sở chứng, chưa đoạn được tham tâm là còn thuốc, là còn độc tố trong người, mà đi làm việc thiện giống như là thuốc bổ trộn với thuốc độc uống thì cũng phải chết thôi. Hay, cái chỗ này là cái chỗ thâm thúy mấy niệm huynh đệ nên lưu ý. Cho nên chúng tôi thấy những vị mà kêu là giỏi đi giảng, những vị trong chùa mình thôi mình khỏi nói bên ngoài, rồi cứ lo đi giảng, lo đi làm từ thiện, lo làm tất cả việc xây chùa, ứng phó đạo tràng, cúng kiến, thì cái chuyện đó là họ nói ra cái là họ xuất hiện cái chuyện thầy chuẩn bị xây bao nhiêu cái chùa, thầy mới đi giảng nước này nước nọ, thầy đi cúng ứng phó đạo tràng vân vân. Thì thực sự người này chưa phải là Bồ Tát thì trước sau gì cũng có chướng ngại, vì chưa có sở chứng. Người này chưa vô sơ quả, chưa đột được kiến hoạt thì người này thế nào cũng có chướng ngại thôi. Hay vô cùng hay lượng. Như Bồ Tát Đại Thế Chí là Ẩn Tổ, ngài biểu pháp Bồ Tát rồi nhưng mà phải ẩn để hàm dưỡng, để cho người bắt chước theo mình. Những cái điều chúng tôi nói anh em không phải là A Nan thì nghe qua rồi chút nữa quên cho coi. Thì cần phải gì? Cần phải có cuốn tập ghi lại, về nhà ghi lại, tâm huyết với Phật Pháp. Một thời gian sau cái tâm mình nó sáng ra, cái phước tự nhiên nó đến, gọi là phước như Đông Hải, phước như biển cả. Đó. Cho nên thành ra cái việc mà hôm nay chúng tôi nói và câu hỏi hôm nay chúng tôi cũng trả lời, cũng có một số người hỏi là vì sao có gia đình mà không có con, giờ cầu con bằng cách nào? Thì Ấn Tổ ngài cũng chỉ dạy trong này. Trước tiên người cầu con đó phải tiết dục để giữ tiên thiên. Tiên thiên đó là muốn giữ được một cái trời ban cho mình là cái tinh lực. Rồi, mà cái tiên thiên là tinh lực này nó có sức mạnh rồi đó, thì nó sẽ sanh được ra con. Còn người không giữ được tinh lực, thường ăn nằm khười, thường khởi niệm dâm tâm, thì tinh lực bị loạn. Bị loạn nghĩa là con tinh trùng đó nó quá yếu, rồi người ta phải lấy con tinh trùng đó để nuôi trong cái ấm, nuôi nó, dưỡng nó để thụ tinh nhân tạo. Thì cái này là việc mà 10 người hoặc 10 lần thụ tinh chỉ được 1-2. Bởi vì bản chất gốc của cái con tinh trùng này bị yếu rồi, nó không đủ sức nữa.
là do cái phước của cái người nam này khởi niệm như vậy, cho nên không đủ phước để có thể làm sanh con được. Có phước mới sanh con được. Mình muốn con trai có con trai, mình muốn con gái có con gái, đó là do mình có cái phước báu tiên thiên đủ, là tinh lực mình đủ. Hôm bữa thì cách cũng chúng tôi mới đi Mỹ về cũng gần năm, có khoảng 5 cặp gia đình, 5 cô trôi trôi trẻ trẻ chắc cũng hai mấy tuổi, 5 cặp luôn. Lên hỏi bữa nay sao mà cặp trẻ trẻ đi lên thăm thầy đông quá vậy. Anh kêu 5 cặp con giống nhau lắm. Hỏi giống gì? Giống không có con. Cái họ ngồi vậy, 5 cặp luôn à, tìm đâu hay vậy. Nói cho trời, kêu tự nhiên sao gặp nhau hỏi nhau rồi kéo lên chùa thầy. Nghe thầy chỉ người không có con, thầy làm cho có con. Thầy biết họ nào nói chuyện không được đâu. Nó nghe ai xuống bài vậy. Kêu nghe người ta nói ở Đại Tùng Lâm thầy lễ vía Quan Âm, thầy giảng Quan Âm Bồ Tát gia hộ bên cạnh đó phải nhờ thầy nữa mới có con. Trời ơi, nói kìa. Thì ngoài đời họ nói lắc lát cái kiểu của họ, mà nói không có ngôn từ á. Tôi kêu thầy biết phương pháp gì đó, hoặc là thầy chỉ cho con làm sao để cho ai nói kiểu như nhờ thầy mà con có con, thầy biết nó nào làm. Cuối cùng cái thầy ngồi, ồ vậy sao? Vậy là muốn gái ăn trai. Nó kêu không có con, đợi 3-4 năm, có người 5 năm, có người 7 năm, giờ gái trai cũng được hết. Kêu bây giờ là không có lựa nữa, vì tìm biết không được, giờ lựa gì? Kêu thầy cho con nào lấy con đó à? Con trai lấy con trai, con gái lấy con gái. Thì rồi nó chậm, nó kêu, vậy sao? Cái điều này là tổ nói chứ không phải thầy nói. Thứ nhất là người nam là yếu tố quan trọng, là còn trẻ không giữ được tinh lực, tinh loạn, tinh trùng đó nó yếu. Nó vừa ra khỏi thân của người nam là nó chết rồi, nó không có thể đủ sức sống. Thứ hai, cái phước của người phụ nữ không có để sanh con. Đó. Như vậy thì hai yếu tố này bây giờ phải làm sao để được? Thứ nhất, người nam phải tiết dục, không ham muốn sự ăn nằm 6 tháng cho đến 1 năm, càng lâu càng tốt. Trong đó có một anh nói chuyện này khó. Anh kêu khó làm được thì nó mới có cái kết quả chứ. Chứ cái chuyện đó, bao nhiêu người đi uống thuốc, đi chữa bệnh, đi thụ tinh nhân tạo làm đủ kiểu mà không có. Đó, mới nói với thầy là không có. Thì thôi bây giờ làm cái kiểu này đi. Thứ nhất là phải, đầu tiên là phải tiết chế, chứ không phải là kêu thường ăn nằm mà có con, hoặc đi sang một cái làng xa có vợ lẽ để có con. Cái chuyện này là chống chết, ông thủ nói chống chết. Như vậy thì phải làm sao? Bước thứ nhất là phải chịu khó giữ gìn như vậy, để cho tiên thiên, để cho cái con tinh trùng đó nó có sức mạnh. Thứ hai là người này phải niệm Bồ Tát Quan Âm, lạy Ngũ Bách Danh, sẵn kêu có cuốn Ngũ Bách Danh đưa về lạy cầu Ngài. Cái đó là tha lực của Ngài, nguyện lực của Ngài, tin vào điều này đi. Mà khi có một đứa con rồi, nó khác thường hơn những đứa khác. Vì do mình có lòng tin, niệm Phật, niệm Quan Âm, rồi mình giữ được cái sự mà để cho cái con tinh trùng đó nó có sức khỏe lên, thì đây là điều khác hơn những người khác. Thứ ba nữa, phải làm phước, cúng dường tượng, cúng dường kinh, nhất là phóng sanh, cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái, con cháu đông đúc đầy nhà, mà con Thảo cháu hiền. Nói những điều này nó nói toàn là chuyện khó. Thứ nhất là cái chuyện phóng sanh ăn chay xưa nay không quen, khó vô cùng. Bây giờ làm thì cái chuyện này khó quá, nó không thành thói quen. Họ ăn chay chưa kêu chưa, đây là chuyện khó, thấy không ạ? Rồi tụng kinh không biết kinh là gì hả, không biết lễ Ngũ Bách Danh, không biết gì hết cả. Cho nên ở ngoài đời họ muốn cầu mà không bỏ ra công sức, muốn làm có tiền mà không chịu bỏ ra công sức, muốn có công đức để vãng sanh mà không chịu bỏ ra dụng công tu hành, không chịu bị dụng công, thì hỏi làm sao có nhân mới có quả chứ, có công mới có quả chứ, thấy không? Thì cuối cùng nói đến cái chuyện là tụng kinh niệm Phật, cái này cũng khó, bây giờ chưa quen. Kêu về tập thời gian nó quen. Trong đó có một cô hỏi, nếu con làm cái này là khi nào có? Cái trời, thầy dám làm ra sao bảo hành được. Cái chuyện này bảo hành đó là kẹt lắm. Rồi cứ làm đi, cứ tha thiết mà làm đi, rồi chừng nào có hẳn hay. Chứ giờ thầy báo 3 tháng 3 năm, mà nếu mà 3 tháng mà làm lịch sịch, bữa làm bữa không, hỏi làm sao có, thấy không?
bữa ăn chay bữa không, rồi bữa tụng kinh bữa không, rồi không chịu niệm Quan Âm, mà cứ cầu là 3 tháng nữa là không có, rồi mánh vốn thầy nữa không được đâu. Thì Ấn Tổ Ngài nói khi người bắt đầu thụ thai, chúng ta dạy dặn tiếp luôn và ngưng hẳn chuyện ăn nằm để làm gì? Để cho cái thai này không bị trúng độc. Một lần gần gũi khi bắt đầu thụ thai, bắt đầu cấm thai, thì thai này bọc thai dày lên khó sanh và thai bị trúng độc. Và đứa nhỏ này bị những cái chất dơ của tinh trùng nó làm cho bị sanh ra là ghẻ chóc đậu mùa. Trời, có ai mà chỉ kiểu này không? Ngài dặn trước, Ngài kêu đừng có nói vị lão tăng này nói cái chuyện mà nó quá là phàm tục. Nó có nói đến cái chuyện mà của thế gian ăn nằm nha. Nhưng không ai nói chuyện này, mà không ai biết chuyện này và biết cũng giữ không được luôn. Hôm nay chúng ta nói cái chuyện này cho anh em huynh đệ, cho mấy cụ để làm gì? Gặp những người bạn tri giao, tri kỷ ra rã mà nói một chuyện trăm, trăm triền ngàn, ngàn triền vạn ức cho chúng sanh bớt đau khổ. Nhưng mà không có sở chứng thì cái chuyện này giữ cũng không được. Khi mà họ biết điều này thì họ vừa bắt đầu cấm thai là họ ở phòng riêng liền, để cho đứa người nữ ngủ với người nữ, người nam ngủ với người nam, để họ giữ gìn cái chuyện con cái chứ không có thỏa thích. Trong này có một vị, hôm bữa chúng tôi có nói, ông này ở Hồ Nam, có một nho sĩ ở Hồ Nam, có một nho sĩ họ Lưu, không nhớ tên, Ấn Tổ này nó không nhớ tên, cưới vợ nhưng không gần gũi. Vợ bảo cưới vợ vốn để sanh con, ông gần gũi thì dòng ông không gần gũi thì dòng giống bị đoạn tiệt, bèn gần gũi một lần sanh được một con, nhân đó đặt tên là Truyền Chi. Rồi tuyệt dục, vợ lại bảo chỉ một mụn con trơ trọi không nương tựa, chi bằng sanh một đứa nữa. Lại gần gũi một lần nữa, lại sanh một con, là đứa thứ hai, đặt tên là Tái Chỉ. Hai con đều vào viện Hàn Lâm. Vì quá giỏi, vì cái sức tiên thiên là tinh lực ổng quá mạnh, cho nên đứa con nó có một cái sức trong tinh thần và thể xác, vào viện Hàn Lâm. Cả đời người ấy chỉ ân ái hai lần, nhưng lại ghi rõ những ngày nên kiêng ăn nằm, cũng như thanh tâm ít dục, bảo tồn nguyên khí, khang kiện tinh thần, chép vào trong gia phả ngõ hầu, con cái đời đời tuân theo đó. Một người bạn ở Hồ Nam kể cho tôi nghe chuyện này là như vậy đó. Mầm mống của đất nước, nhân tài của đất nước bị những loại phim ảnh này hủy diệt sạch, sạch sành sanh, và dơ bẩn tự tâm, tinh lực tổn thương, nội tâm tổn thương, đi đến con đường gì nữa? Đi đến con đường chán chường ê chề, không làm được chuyện gì hết, thì đưa nó con vô con đường chết sớm. Cha mẹ không dạy từ nhỏ, chính cha mẹ cũng bị phạm luôn. Ấn Tổ nói, tôi không phải là người có khả năng để giúp được cho xã hội tài ba gì đâu. Tôi chỉ được làm được việc này, khuyên mọi người nên làm việc này và ra rã truyền cho nhau chuyện này, để chúng sanh khỏi phải bị chết một cách oan uổng. 40% trực tiếp, 40% gián tiếp. 40% gián tiếp đó là sanh ra các bệnh mà chết. Còn 20% chết vì số mạng. Nếu người đó chết vì số mạng, người đó là phải trinh lương, không có dâm tâm, không có sân tâm, ít giảm. Thọ mạng hết tự người ta mất. Mà thường cái thọ mạng hết mà tự mất là họ có linh tính, họ biết, họ trước lúc mất. Có cái ông ở dưới Bình Định, ba chúng tôi cứ nhắc ổng hoài. Cái ông ở hàng xóm mà sao ông sắp xếp hết trước lúc mất, mà lúc đó ông đâu biết niệm Phật đâu. Ông nói tôi chuẩn bị chết đó. 3 ngày nữa chết, mà đúng 3 ngày chết. Thì con người này là gì? Chết đúng số mạng. Thì thường người mà chết đúng số mạng đó là họ linh tính, họ biết, họ chuẩn bị chết. Còn người mà chết mà không phải vì số mạng, mà đến 40% trực tiếp vì sắc dục, mà 40% gián tiếp, thì họ chết mất đắc kỳ tử là bằng cách đột ngột, họ không có biết được. Họ không biết được cái chuyện là họ chết. Còn người niệm Phật nữa thì họ biết ngày giờ luôn, chính xác Phật xuống đưa họ đi luôn. Đó, thì cái chuyện này chúng tôi muốn nhắc cho đại chúng, không những hôm nay mình không bị phạm,
Nhưng mà trong tư tưởng mình chưa chắc à? Chưa chắc à? Vì chưa có sở chứng mà, chưa chứng thánh, chưa vô sơ quả. Chưa vô sơ quả là chưa có sở chứng thì chưa chắc. Chưa chắc là có thể bị phạm bất cứ lúc nào. Nó nguy kịch như vậy không phải là đơn giản. Hôm nay chúng tôi đọc đến đoạn này thì chúng tôi nói quý vị chưa có sở chứng thì quý vị đi làm rối người ta dữ lắm. Rối dữ lắm. Rối tức là gây nhiều nghiệp xấu ác cho người ta, cho mình dữ lắm à. Không phải đơn giản. Đó. Cho nên thành ra Ấn Tổ ngày nói người vừa chứng vừa sơ quả thôi thì tham sân si mạng nghi nó nhẹ, chưa dứt trừ được, nhưng mà thân kiến dứt trừ được thì họ cày tới cái chỗ nào thì những con trùng châu chấu dế rồi nó tránh ra hết mấy thước, ba tấc ba thước tránh liền. Và nếu họ không đi tu, họ không xuất gia, họ có gia đình thì nếu không có cái việc mà để gì có con thì họ không có chuyện thích cái chuyện này. Dẫu cho ép họ đưa vô đường cùng giết họ, họ cũng không làm, thà gì chết. Hơi vô sơ quả rồi thì cái thì gọi rằng là tình người của họ đó nó giữ được, và lễ pháp của họ giữ được. Cái lễ pháp đó là họ tôn trọng người khác, không đem những người vợ, người phụ nữ làm món dục để thọ thích. Cho nên thành ra lễ pháp họ có, tình người họ có. Còn mình không giữ được cái lễ pháp là không biết tiết dục, không biết tiết chế cái sự sân hận và si dại đó, thì cái lễ pháp mình mất thì tình người mất luôn. Hôm nay chúng tôi mới cảm thọ được Hòa Thượng Tịnh Không. Suốt 65 năm không bỏ buổi giảng, chỉ trường hợp lên máy bay đi trong ngày hôm đó qua một nước khác thôi. Ngài nói nếu tôi không giảng thì cái sức dụng công của tôi để mà vô sở chứng, để đoạn hoặc chứng chơn lâu xa và mỏng nhẹ, không phục được. Nhờ tôi giảng kinh nhắc nhở tôi là chính. Nhưng người mà không giảng được mà nghe, chịu ghi, chịu học thì sẽ đồng cảm với người giảng. Hôm nay mới chưa đến 40 buổi giảng, chưa đến 40 tiếng đồng hồ, cũng chưa có sở chứng trong giảng, chưa có cái gì hết cả, nhưng mà nghe cái lời của Ngài thấm. Ngày nào cũng phải soạn bài, phải coi kinh, coi sách, rồi để trong lòng để lên mới nói được. Mà lên đọc không như vậy, không giảng gì hết, người ta nghe chán liền. Cho nên Ngài nói là tôi nhờ giảng kinh mà tôi công phu của tôi nâng cao cảnh giới và không bị thối Bồ Đề Tâm. Còn đại chúng nhờ nghe giảng kinh, Ngài là nhờ giảng kinh, còn mình là nhờ nghe giảng kinh, giảng lời tổ, cho nên Bồ Đề Tâm mình không thối chuyển. Khi mà nó thối chuyển một cái rồi là nó ghét người có đức, nó không thích ở với người có đức, nó không thích ở trong môi trường tốt, rồi nó đi tìm nghiệp ác, xấu ác, ghê lắm, chứ không phải đơn giản. Cho nên cái câu mà Ngài nói là nếu không có sở chứng thì quyết chẳng thể nào thanh tịnh được đâu. Nếu không có niệm Phật thành phiến, nếu không có niệm Phật sự nhất tâm, nếu không có niệm Phật lý nhất tâm, nếu không có niệm Phật chứng tâm muội, nếu không có trì được đại bi tâm muội, không có sở chứng này thì không dễ gì thanh tịnh đâu. Ngài nói từ cái sở chứng, Ngài biết cái con người phàm phu mà không có cái sở chứng về một cái pháp của Phật, hoặc họ chứng về tự tánh của họ là họ đốn ngộ ti bằng Phật, ở lúc này là nhẹ rồi, nhưng mà chưa có thực sự là chứng để đoạn được thì họ vẫn sanh tử luân hồi. Đây là chuyện đáng thương. Bỏ công sức quá nhiều trong một đời mà có nhiều, cuối cùng không có chút kết quả nào, gieo cái viễn nhân thôi, vẫn luân hồi. Còn cái người họ bỏ cái công sức ít thôi, đó là họ tin tịnh độ, họ niệm Phật, họ nương Phật lực, và họ có tín nguyện bản sanh, thì cái sức dụng công của họ không có bằng mấy người tu thiền đâu. Mấy người tu thiền phải lên núi, lên non, ở một chỗ thanh vắng, họ dụng công để mà họ miêm mật trong một cái trú trong cái chân tâm thường trụ. Họ đi lần ngược lại với cái vọng tưởng điên đảo, từ từ để họ không còn phân biệt chấp trước nữa, rồi để họ lọt vào trong cái chân tâm thường trụ họ sống. Mà như vậy thì không phải dễ. Mà muốn được như vậy rồi, đốn ngộ tiên bằng Phật rồi, nhiều đời tập khí sâu để tiệm tu cho nó tiêu phiền não, rồi trả phiền não. Cái này cái gì nó nhỏ nhỏ tưởng nó tiêu, cái gì lớn phải trả. Như Ngộ Đạt Quốc Sư á, giết ông Triệu Thố chợ Đông Ba phải trả ba đại A Tăng kỳ kiếp, mới thoát ra khỏi tam giới. Còn cái đời này mình chỉ còn một đời, hoành siêu tam giới, cũng như con mọt nó đọc cái đục ống tre ngang luôn nó ra. Còn thụ xúc là họ đi từng mắt, từ địa ngục mà lên đến cảnh giới Phật là biết bao nhiêu đời kiếp không?
Mình nghe như vậy mình thấy nó bình thường lắm, chả có ngứa ngắm gì mình hết. Chưa chết mà đâu có chuyện gì xảy ra, đang còn bình thường ăn uống, đang còn trai gái tiền bạc sinh hoạt, có gì đâu mà lo chuyện đó. Lo làm chi mất công uổng công, đến đâu hay đến đó. Phàm phu là nói vậy đó. Còn các hàng Bồ Tát nói là sanh tử sự đại, dầu họ được lên trên cái ngai vàng như ngài Đàm Loan, một số các vị tổ mà xuống thăm ông vua Lương Võ Đế, xong một cái là vua Lương Võ Đế nghe cái vị Đàm Loan một cái là phục liền. Thì vị này vừa rời khỏi vua Lương Võ Đế, cái là vua Lương Võ Đế quay cái hướng, quay mặt hướng về vị đó, nói Đàm Loan nhục thân Bồ Tát đáng phải cung kính. Hồi xưa có các vị họ tu chứng, cho nên các vị vua, những vị lớn coi như là quản lý cai trị một đất nước phục liền. Vì đời này vì sao không phục được là bởi vì không có người tu chứng, thấy không? Đó. Cho nên thành ra là cái việc một của các vị mà họ dụng công họ tu hành được thì kết quả vô cùng. Cho nên cái đoạn chúng tôi tâm đắc là đoạn trừ dâm niệm sân niệm thật chẳng dễ dàng gì đâu. Bởi vì ngài vô dụng công ngài biết mà, cái chuyện này nó khó, cực kỳ khó. Bình thường thì không có chuyện gì xảy ra, mà cơ hội đến với nó thì mới biết nó lừng lẫy cỡ nào. Nhưng nếu không có sở chứng thì đừng có mong nó thanh tịnh, không dễ gì đâu. Thì vậy ngài muốn nói rằng là dụng công tu hành cho có sở chứng là chủ yếu. Khi có rồi thì tự nó sẽ mất. Mà tranh đấu với nó để dụng công để có sở chứng thì cũng cả một kỳ công. Hết lòng hết dạ chân thật cung kính ngày đêm sáng tối, khổ công lắm chứ không phải là cái chuyện dẫn ngươi đâu. Có cái đoạn này Ấn Tổ sẽ khai thị. Đặng Bá Thành cũng muốn cầu con, quan viết thư cũng thuộc lược thuật ý này. Đến khi ông ý như ấn hành ba lá thư ấy và in bộ văn sao đều lược đi, và cho rằng chuyện ấy chẳng hợp với tăng sĩ, cũng chẳng hợp với những gì đã nói trong Phật Pháp. Ý ấy cố nhiên là tốt lành, nhưng người ta khổ vì không con dám đem sự ấy hướng về Phật mà cầu, hướng về tăng mà nói. Tăng bèn vì người ấy nói đầu đuôi thiện pháp, khiến cho con cháu người ấy đều được đại lợi dụng, đại thọ dụng, thì bảo là có lỗi ư? Cho rằng tăng dạy người tiết dục là lạm bàn dâm dục, hóa ra tăng dạy người tránh giết chính là dính vào sát nghiệp hay sao? Ngài lý luận ngay chỗ này hay quá chừng luôn. Có nhiều người thấy ngài nói về cái chuyện bảo thân tiết dục, nói về cái chuyện cầu con, người ta trách ngài, nói ông là người tu hành, các cũng viết thư đến đó. Hay lắm nha, cho bộ văn sao. Tuy rằng mình đọc như vậy chứ là toàn bộ là câu trả lời hết, toàn bộ là sự khúc mắc về thế sự cũng như là thế gian, cũng như xuất thế gian, sự tu hành, liễu sanh bất tử hết trong đó. Mà ngài viết khéo léo vô cùng luôn. Thì người ta nói ngài chắc là viết thư đến sao mà ngài người tu sĩ mà đi nói đến cái chuyện mà ăn nằm, là chuyện sanh con đẻ cái tiết dục, rồi cái chuyện là bọc thai dày lên khi cấm thai ăn nằm một lần. Thì ngài mới nói nè, nếu mà tôi nói như vậy thì tôi là dính vào cái chuyện đó có lỗi, như vậy tôi khiên cái người mà đừng sát sanh nữa, vậy là tôi dính vô chuyện sát sanh. Ngài ví dụ hay vô cùng. Tôi khiên người đừng sát sanh, người ta bỏ sát sanh thì họ có công đức, tôi có công đức, thọ mạng họ kéo dài thì tôi cũng được thọ mạng kéo dài, cho tôi khuyên họ bỏ sát sanh thì tôi dính vào chuyện sát sanh. Nói chuyện lý luận giải, suy giải. Tôi khuyên họ bỏ dâm dục thì tôi lại bị lỗi dâm dục. Họ có phước trường thọ chứ làm gì. Cho nên chúng sanh mình nhiều lúc lý luận trong vô minh đó, cho nên nó bị dính mắc chứng ngại. Nhưng cái bộ văn sao hay cực kỳ. Mấy thầy mà bỏ cái bộ này thì thực sự tu hành chứng ngại. Giống như là chú Thạch ở trên chùa mình lúc trước cũng ở dưới này. Đúng trong kinh sách nói tu mà không học cũng là tu mù. Lên trên núi ăn mì, ăn gói, ngồi niệm Phật quá trời, xong chúng tôi thấy tội nghiệp đưa xuống đây công quả đồ cũng điều chỉnh không được. Ông kêu trong người, ông bây giờ tà nhiều, ông ăn một chén ớt, ăn ớt cho thiết cây vô cho tà nó ra. Ông làm đủ kiểu theo cái ý niệm của ông, cho nên đụng đâu cũng dính chữ hết. Gỡ kiểu gì cũng không ra hết, làm kiểu gì nó cũng dướng mắt hết trơn. Từ căn bản không ai dạy dỗ, mà bây giờ nói cũng khó luôn. Đưa lại lên chùa cũng được mấy tháng rồi, mấy thầy nói bây giờ cứ ngồi trong phòng miết, đi làm cũng không đi làm,
rồi tu thì cũng tu không được, đi uống trà, xong rồi bắt đầu là người ta tu cái kiểu ở trong chánh điện, rồi bữa tối hôm kia chúng tôi lên thấy ngồi A Di Đà Phật, 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 đưa mấy Phật tử vô lễ Phật cũng ngồi cũng niệm Phật bên phía Bồ Tát Quan Âm, lại đập đập đập, ông giật mình, ông thức dậy, hỏi làm gì đó, kêu cho người nó khó chịu quá, phải phải niệm vậy mới đẩy nó ra được. Thì Ấn Tổ nói cái người mà không bị tà trong người, không phải như chú Thạch á, thì niệm cái kiểu này cũng thành bệnh, gọi là niệm tri đảnh. Tri đảnh tức là câu này nói tiếp câu kia, câu này nói tiếp câu kia, liên tục ngày đêm như vậy thì thứ nhất là tổn khí là chắc, chắc tổn khí luôn. Cho nên cái người dụng công có lúc họ niệm ra tiếng, họ thấy không ổn, cái tâm học nó mệt, cái bắt đầu họ họ kéo không nổi, họ trị nó không lại, bắt đầu họ niệm trong tâm. Cái lúc dùng lúc căng, lúc dùng lúc căng thì mới trị được nó. Như con cá câu vừa cái bạch cái đứt sợi dây liền, nó quá lớn, tham sân si vô lượng đời kiếp hôm nay nó quá lớn, ý niệm mình chống không lại nó thì phải gì, kéo một cái thả, kéo một cái thả, kéo một cái thả, yển chuyển làm sao đó kéo không nổi nữa, cột vô chiếc thiền, vô cái cây giữ nó lại, đổi nó mệt cái nó ngáp ngáp cái là kéo đầu nó lên. Cái đạo lý này nó hay vô cùng. Ổng tấn công luôn, ổng tấn công nổi không, chúng được không đi ngủ, mà đi ngủ bắt đầu là cái ý niệm mà dồn dập đó nó bùng lên một cái là gấp trăm lần cái lúc chưa niệm nữa. Cái ông niệm gì không được. Thì cũng từ cái vấn đề Ấn Tổ ngài nói đến là niệm tri đảnh, mà niệm như vậy dầu cho lực sĩ đi nữa, tâm sung mãn đi rồi cũng làm thân tâm nhọc nhằn, ép nó cái tâm này vô đường cùng, nó phải bùng phát lên giống cây đàn thiệt căng thì nó gì, tưng 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 tưng, dùng cái tưng 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 thì cứ như vậy thôi, cứ tưng 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 tưng, cuối cùng thành tưng tưng luôn, đúng không? Thì ông Tổ ngài nói gì, làm cho thân tâm nhọc nhằn chính là lúc đó ma sự khởi lên. Đi làm ăn bên ngoài cũng vậy à, đi làm làm quá chừng luôn, có tiền cái quýnh bạc cái ở không ăn chơi cái hết tiền, rồi bắt đầu đi làm nữa, nó cứ lên xuống lên xuống lên xuống, không thăng bằng được thì thành là tưng tưng luôn, đúng không? Tưng tưng luôn rồi. Cho nên ngài nói là làm cho thân tâm nhọc nhằn, tâm nhọc nhằn là ép nó vô đường cùng, cái gì đâu phải, 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 rồi cái bắt đầu gì, cái là gũ thả nó ra, giống như đánh trận mà không khéo đánh, quánh giặc chuẩn bị chạy ra khỏi nhà rồi, giặc chuẩn bị ra khỏi bờ cõi rồi, thôi ngủ mệt rồi, nó vô nó đập cho méo mỏ luôn, không biết cánh quánh giặc. Người mình cũng như là một chiến sĩ đánh giặc tham sân si, không biết cánh đánh đó. Lúc đánh không nổi nữa rồi, nó hùng mạnh quá rồi, thôi lẳng đi công quả đi chơi vòng vòng đã, mà để đó tao sẽ xử mày sau, đúng không? Rồi bắt đầu quay lại chiến đấu nó tiếp. Hai thời đó là giữ nó, đừng cho nó xâm lăng bờ cõi. Khi nó vào một cái là quấn chặn đầu nó, không có ngõ chạy lên trời mà không có đường chui xuống đất, thì mình phải quân chánh giác mạnh. Ổng bây giờ vừa bỏ niệm Phật rồi khờ khờ khờ, không có một chút gì quân chánh giác hết trơn, nó bao quay nó quấn cho phù mỏ luôn, bây giờ chịu gì nổi nó. Thấy không? Cuối cùng kêu thôi cho về đi làm kiếm sống như người bình thường, cho nó quên lãng cái chuyện tu hành đối trị tập khí, làm không nổi, không biết cách nó. Quân giặc đâu phải dễ đâu, mình là yếu hơn nó chắc chắn vô lượng đời kiếp, đến giờ cái tâm phiền não sanh tử nó nặng cỡ nào, tập khí kiến hoặc tư hoặc nó mạnh cỡ nào biết không, huấn luyện nó mạnh cỡ nào không, giờ cái sức mình sao chống chọi lại nó nổi, phải tìm cách khéo léo chứ, phải nương Phật chứ, dầu cho không lại nó rồi mình cũng kêu có Phật đứng bên cạnh mình giúp cho mình, lấy tự lực mình mà đối trị với nó sao mà làm nổi nó, phải có Phật lực, hai cái phối hợp khéo léo, thiền xảo vô cùng đó. Cái nhiều lúc thầy Phổ làm dữ động ổng bực, cái chú Tướng Anh ổng la ông rùng một chút nữa, cái bắt đầu biết rồi ổng xin lỗi, hoặc cái lúc bực đó là người ta bỏ đi chỗ khác không nói chuyện, nhiều cách họ đối trị nó chứ. Cho nên ra mình không biết cách thì mình cứ thua dài dài, rồi nói pháp môn niệm Phật không linh không hay, không có kiến hiệu, vì mình không phải là võ sĩ thứ thiệt, trao cái kiếm coi như là bảo kiếm, quýnh gãy kiếm liền, không biết cách xài. Người mình thực sự không có thiện căn, không người được dạy cho mình cầm cái câu Phật hiệu niệm không ra tâm thanh tịnh, không? Những người mà họ là nghĩa hiệp nghĩa sĩ mà họ được huấn luyện từ nhỏ lên, đưa bảo kiếm mà nhìn nó biết ở sẹt cái lần kia vấy máu liền, đúng không? Bởi vì họ có cái khả năng đó, còn mình cầm một quýnh chém gì nó chém tùm lum mới gãy kiếm, không làm gì được á. Bây giờ còn người mà họ nghe rồi, họ hiểu rồi, họ đọc trong văn sao thông văn lý rồi, họ biết cách hành trì rồi, họ để kịch cái là nó im liền, vô câu Phật hiệu, vô câu nào là dính câu đó liền, không, sự thật là vậy. Chúng tôi nói đây là đề xướng bộ văn sao, chứ chúng tôi cũng chưa có giỏi vấn gì đâu, cũng phải trốn thôi, phải ẩn thôi, đóng cửa chẳng tiếp ai đi, phải tịnh tu thôi.
Bây giờ mình chưa chứng thánh quả mà trên như thời này chứng thánh quả cũng đâu có Phật để kiểm chứng, mình đâu có cái vị ngang đồng với mình A-la-hán kiểm chứng đâu. Chỉ có tín niệm tha thiết với Phật để nguyện vãng sanh thôi, đúng không? Cho nên thành ra là cái việc mà để mà liễu sanh thoát tử thì Ngài nói cái chỗ này là cái chỗ mà chúng tôi muốn kết thúc chỗ này. Ta bà là quán trọ, mà quán trọ này trên đường lữ thứ. Nghe chỗ này nó sướng. Mình học Phật pháp á, rồi nghe các vị họ nói nó thấm, tự nhiên nó giống như là mình nghe một bản nhạc nó hay, mình thích một ca sĩ đó rồi, ca sĩ đang truyền hoặc chế linh hoặc là đang nguyên đồ gì, bắt đầu nó chờ đợi nó cất lên một tiếng là nghe thấy là não nùng. Ví dụ mấy người mê nhạc quá, nhưng mà mình mê coi văn sao, rồi mình đọc đến đoạn này một cái là thấy thích liền. Ta bà là quán trọ trên đường lữ thứ. Nếu xem đây là quán, xem quán trọ là quê nhà, thì nhận giả làm chân, nhận cõi giả này làm chân. Còn Tây Phương Cực Lạc là quê nhà sẵn có, Cha Di Đà, Mẹ Quan Âm để dành sẵn cho mình rồi. Khi về tới bên đó thì gì? Thọ dụng ngang với Phật, tuổi thọ cũng ngang với Phật. Phật A Di Đà nói bất cứ một chúng sanh nào đi địa ngục ngạ quỷ súc sanh trời người cảnh giới Phật về cõi này là tuổi thọ bằng như ta. Nếu không được như vậy ta không thành ngôi chánh giác. Thọ dụng tuổi thọ bằng với Phật. Và muốn ăn có ăn, ăn pháp vị, muốn mặc có mặc, ăn mặc không muốn nữa là liền biến mất. Còn ở đây mà muốn ăn mà nghèo khổ không có ăn, đi xin người ta cũng không cho. Còn cái người muốn ăn là phải gì? Phải đợi chủ ăn xong rồi tớ mới được ăn, đi làm đề tớ cho người ta. Còn người bình thường có phước muốn ăn cũng phải lăn vô bếp để mà nấu, không thấy cái khổ này, nghĩ là chuyện bình thường. Rồi cái người muốn ăn, ăn vô rồi bị bệnh, ăn thịt chút xanh thì phải khổ không? Nhưng mà không thấy khổ thì nhận ta bà là quê hương, là cố hương. Nhưng mà thực sự đời sau cũng chưa ở được cố hương này đâu. Cố hương là cõi ta bà này, đời sau chưa chắc gì ở được. Nghe thì thấm thế thiệt, nhưng mà để cho nó khởi dậy một cái năng lượng trong con người mình để mình tu hành thì phải không phải một ngày một bữa, phải thường xuyên. Còn lại vài phút thầy Tấm sẽ đọc cái lá thư này, hai trang thôi nhưng mà lá thư này hay, cố gắng lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin phép đọc những lời khai thị của Tổ sư Hồng Quang trích trong Bảo Thân Tiết Dụ. Thư trả lời cái sĩ ít ở Dụng Giang, trích dẫn Văn Sao Chánh Biên. Truyền sắc dục là bệnh chung của người cả cuộc đời, chứ không riêng gì hạng trung hạ căn bị sắc mê hoặc. Dù là người thượng căn, nếu chẳng luôn canh cánh gìn giữ, luôn nghĩ kinh sợ thì cũng khó khỏi bị mê hoặc. Thử xem từ xưa đến nay bao nhiêu hào kiệt lỗi lạc không lòng thánh lòng hiền, chỉ do chẳng phá được cửa ấy này, đâm ra thành kẻ hạng ngu bất tiếu, lại còn vĩnh viễn bị đọa trong ác đạo chẳng biết là bao nhiêu. Kinh Lăng Nghiêm nói, nếu chúng sanh thuộc số đường trong các thế giới, tâm chẳng dâm sẽ chẳng bị sống chết tiếp nối. Ông Tô Tấm Mùi vốn đệ đốc trường lao, dâm tâm không trừ chẳng thể xuất trần được. Người học đạo vốn đệ thoát lìa sinh tử, nếu chẳng đấu đấu dứt trừ bệnh này thì có thể thoát lìa sinh tử. Ngay như Pháp Môn Niệm Phật tuy có thể đến nghiệp vãng sanh, nhưng nếu tập khi dâm cố kết sẽ bị kết ngăn cùng Phật, có thể cảm ứng đạo giao. Muốn tuyệt cái họ này không gì bằng trông thấy hết thể nữ nhân, điều khởi thân tượng, quán tượng, bất tình tượng. Một, thân tượng
là thấy người già có như mẹ, thấy người lớn hơn có như chị, thấy người trẻ hơn có như em gái, thấy trẻ nhỏ coi như con. Dục tâm dấu lường lẫy chẳng dám khởi niệm bất chánh đối với mẹ, chị, em, con. Xem hết thảy nữ nhân đều là mẹ, chị, em, con của mình, thì lý bèn chế người dục, dục không do đâu phát được. Hai, quán tưởng là phàm thấy cái đẹp bèn khởi tâm ái, do tâm ái đó bèn đọa ác đạo, chịu khổ bao kiếp chẳng thể thoát lìa. Như thế thì những gì gọi là mỹ lệ, kiều mị, so ra còn độc hại hơn giặc cướp, cọp sói, rắn độc, bò cờ độc, bò cặp độc, phê xương, trầm độc gấp trăm ngàn vạn lần. Với những quan gia cực đại ấy vẫn cứ quyến luyến mơ tưởng, há chẳng phải là kẻ mê gấp bội ư? Ba, bất tịnh tưởng là vẻ đẹp động lẫy, động lòng người chỉ là một lớp da mỏng bên ngoài. Nếu bóc lớp da ấy đi thì chẳng dám nhìn xương, thịt, máu mủ, phân tiểu, lông tóc đầm đìa, rồng rồng, chọn không có vật gì đáng cho người khác yêu mến được. Nhưng do lớp da mỏng bao bọc nên lòng xăm ai luyến, bình đẹp đừng phân người ta chẳng muốn nâng niu. Này lớp da mỏng của mỹ nhân chẳng khác gì cái bình đẹp đẽ, những thứ được bọc trong đó còn gớm ghiếc hơn phân nửa. Ha, nên yêu mến lớp da bên ngoài, quên đi những thứ bẩn thỉu chứa bên trong da, lăng mang khởi vọng tưởng ư? Nếu chẳng khăng khăng kiên sợ đau đấu trừ khử tập khí ấy, sẽ chỉ thấy tư chất mỹ lệ khiến cho mũi tên ái lọt thấu xương, chẳng thể nhố được. Thường luôn như thế lại muốn chết đi, chẳng vào bụng người nữ sẽ chẳng thấy được, vào trong bụng người nữ còn tạm được, chứ vào trong bụng xuất sinh cái biết làm sao đây? Thử suy nghĩ đến điều này, tâm thần kinh hãi. Nhưng muốn thấy cảnh mà chẳng khởi nhiễm tâm, thì phải trong lúc chưa thấy cảnh thường khởi ba thứ tưởng này. Khi thấy cảnh sẽ tự có thể chẳng bị cảnh chuyển. Nếu không, dẫu không thấy cảnh, ý vẫn vấn vương, rốt cuộc vẫn bị tập khí dâm ràng buộc. Vì thế phải nỗ lực gột trừ các tập khí ác nghiệp thì mới có phần được tự do. Mỗi ngày ngoài trừ lúc làm việc ra, chuyên tâm niệm danh hiệu Phật, sáng chiều đối chức Phật, cạn lòng thành, trọng lòng kính, khẩn thiết sám hối tội nghiệp từ vô thủy đến nay. Hành như thế lâu ngày sẽ có lợi ích, chẳng thể nghi bằng mà không hề hay biết. Kinh Pháp Hoa dạy, nếu có chúng sanh nhiều dâm dục, thường niệm cung kính Quan Thế Âm Bồ Tát, liền được lìa dục, sân khỏe ngu si cùng thế. Do vậy ta biết, chí thành niệm danh hiệu Phật A Di Đà, Quan Thế Âm Bồ Tát thì ba mọc tham sân si sẽ tự tiêu trừ. Thêm nữa, cõi đời nãy đang loạn nặng, ngoài trừ việc niệm Phật ra, cần phải niệm thêm thánh hiệu Quan Thế Âm. Trong âm thầm sẽ có sự suy chuyển, chẳng thể nghi bằng, ngõ hầu chẳng đến nổi khi tốt nghiệp hiện tiền, không cách gì đối phó. Lại thêm, thường đọc những sách dạy về kiên dâm, nhân quả, báo ứng, xa lìa những bạn bè cuồng loạn, phóng đảng, hèn tệ, thì trong tâm được tránh sự dù hoặc bên ngoài nhất tuyệt, sẽ tự có thể thành tựu tịnh nghiệp vậy. Hãy cấm lên. Giờ thì đến đây là kết thúc rồi. A Di Đà Phật. Cái bảo thân tiết dục, cái đề tài này hôm nay kỳ công soạn ra, cho nên thành ra chưa có nói hết những cái ý quan trọng mà thời gian hết, cho nên ngày mai nói lại cái đề tài này. Hồi nãy chúng tôi có nói cái ý này chưa có giảng rõ lột trần để quý vị biết là khi làm việc thiện là thuốc bổ,
không trừ được những tập khí phiền não tham sân si, nó là chấp độc, thì uống thuốc bổ vô mà độc chưa trừ thì vẫn chết, vẫn bị phát tác, vẫn bị khổ lụy. Như vậy bây giờ phải làm sao? Một đằng là uống thuốc bệnh để trừ bệnh trước, là uống thuốc A Già Đà, rồi tùy duyên làm những điều phước thiện, có được nhiêu làm nhiêu, không phan duyên. Những người có duyên với mình họ hộ trì trợ duyên, cũng như Hòa Thượng Tịnh Không, những người có duyên với Ngài hộ trì chứ Ngài không kêu gọi bằng cách kêu họ phải cúng dường, cho nên họ rất là khó xử. Cho nên một đằng là tập trung uống thuốc bệnh là thuốc A Già Đà để trừ tam độc tham sân si, mà uống để trừ được thì phải có sở chứng. Một đằng tùy theo những điều kiện mình có mà làm việc thiện thì có kết quả. Một đằng uống thuốc bổ là việc thiện, một đằng là trừ tập khí, trừ bệnh thì người này mau hết bệnh. Cho nên thành ra đừng làm các việc ác, vâng làm các việc lành, nhưng mà nhiều đó không đủ, phải tự tịnh kỳ ý, phải làm cho ý mình được thanh tịnh, đó là dụng công tu hành. Rồi lúc đó việc thiện thì tùy duyên, nhưng mà cái gốc là phải trừ được cái ác á. Mà tự thân mình trừ thì không hết. Như mình bị bệnh mà tự thân mình để hết bệnh thì lâu lắm, nhiều lúc nó phát tác mình chết luôn. Còn có thuốc uống vô thì nó nhanh hơn, đúng không? Nó là cái đạo lý nó như vậy. Thank you.